Sống an toàn. Sống an toàn. Sống an toàn. Rõ ràng là không đang sót, thế nhưng mà vào lại không được. Thôi kiểu này bị hack rồi. Xong thì cái chị bảo là chị vừa mới chuyển khoản xong. Cứ tưởng nghĩ là cái app của ngân hàng mình đang dùng, nhập thông tin và mật khẩu, người ta đã rút được tiền từ internet banking của mình rồi. Nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân, hiểm họa khôn lường cho những giao dịch trực tuyến. Đây là nội dung chương trình Sống An Toàn ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, các giao dịch trực tuyến giúp con người tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đơn giản hóa các hình thức thanh toán. Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra những lỗ hổng bảo mật chết người, khiến cho các cuộc tấn công lừa đảo trực tuyến diễn ra ngày càng phổ biến. Phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện. Áo này các chị mua 220 cái phải không ạ? Là chủ một shop bán đồ online, phải trả lời tin nhắn và theo dõi thông tin chuyển khoản của khách hàng thường xuyên, nên hiếm khi Đỗ Ngọc Ánh ở Cầu Giấy, Hà Nội đăng xuất khỏi các tài khoản mạng xã hội trên chiếc smartphone. Thế nhưng trong một lần trả lời khách hàng, tài khoản của Ánh bất ngờ thông báo lỗi đăng nhập. Facebook bị hack, hàng loạt khách hàng của Ánh nhận được tin nhắn vay tiền, chuyển khoản. Rõ ràng là không đăng xuất, thế nhưng mà vào lại không được. Thì tôi còn một cái face phụ á, tôi nhắn tin cho mọi người, tôi bảo thôi kiểu này bị hack rồi, đừng có ai gửi tiền các thứ. Thì ngay lập tức là cái nick mà bị hack đó, là nó chặn luôn nick của tôi luôn. Mà tôi vừa mới nhắn tin cho cái chị này xong thì cái chị bảo là chị vừa mới chuyển khoản xong và chị ý chuyển khoản cho tôi mất 5 triệu rồi. Bán hàng online nên Ánh rất cẩn thận với những đường link lạ. Thế nhưng cô cho rằng mình đã quá chủ quan trong việc tăng tính bảo mật cho tài khoản cá nhân. Cái này là do là sơ suất của tôi. Thứ nhất đấy là cái số điện thoại tôi để ở trên face á, tôi vẫn chưa kịp đổi. Cái mail để đăng nhập vào cái face đấy thì là cái mail Yahoo. Rất là lâu rồi tôi đã không dùng rồi và tôi đã quên mất mật khẩu. Nên là tôi không thể nào vào được cái đấy. Nguyễn Thị Hòa, nhân viên marketing của một công ty bất động sản, cũng từng cay đắng khi mất oan một khoản tiền không nhỏ do nhiệt tình bình chọn cho bạn bè từ một đường link có vẻ rất an toàn. Bạn của mình thì cũng có nhờ mình có nhà like, share các thứ vào đường link này để bình chọn. Cũng tin tưởng kích vào những cái đường link đấy, điền những cái thông tin, số điện thoại thì người ta sẽ gửi cho mình một cái mã OTP. Sau một lúc thì mình thấy tin nhắn báo về là tài khoản của mình bị trừ tiền. Theo chị Dương Thị Phượng, nhân viên một ngân hàng tại Hà Nội, thủ đoạn chiếm đoạt tài sản bằng việc đánh cắp thông tin cá nhân còn tinh vi hơn khi kẻ lừa đảo giả mạo tin nhắn ngân hàng hay tạo ra những app thanh toán giả. Kẻ gian gửi tin nhắn giả mạo đến số điện thoại của khách hàng ấy, với cái nội dung là khách hàng nhận được tiền từ dịch vụ chuyển tiền Western Union hoặc dịch vụ tương tự, yêu cầu khách hàng đăng nhập vào website giả mạo để xác nhận. Khi khách hàng truy nhập vào cái website này sẽ yêu cầu nhập mật khẩu và mã OTP để thực hiện đăng nhập vào tài khoản. Lúc đấy thì kẻ gian có thể lấy được cái mật khẩu của khách hàng, dựa vào đấy để rút tiền của khách hàng. Kẻ gian nó sẽ thiết kế một cái app hoặc là một cái trang web tương tự như cái ngân hàng đấy. Và người dùng khi mà mở cái app ấy lên ấy, thì vô hình chung là cứ tưởng nghĩ là cái app của ngân hàng mình đang dùng, nhập thông tin và mật khẩu. Và chỉ cần lấy được cái mật khẩu, người ta đã rút được tiền từ internet banking của mình rồi. Với sự bùng nổ của hàng loạt kênh thương mại điện tử với các app thanh toán phong phú, liên kết trực tiếp với ngân hàng, chỉ cần một chút chủ quan, sơ sẩy, bạn có thể dễ dàng trở thành con mồi của hacker. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Viettel Cyber Security, chỉ riêng trong tháng 3 và tháng 4 năm 2020 đã có gần 100 tên miền mới được đăng ký với mục đích lừa đảo có liên quan tới tài chính, ngân hàng, chiếm hơn 6%. Tỷ lệ này tăng lên 27% vào tháng 6 và tháng 7 năm 2020. Những chiêu thức thủ đoạn nào mà hacker thường sử dụng để đánh cắp tài khoản cá nhân? Đâu là những lưu ý để tránh tiền mất tật mang trong các giao dịch trực tuyến? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Trần Quang Đức, Giám đốc Trung tâm An toàn An ninh Thông tin, Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại Bách khoa Hà Nội. Thưa ông có thể cho biết những cái thủ đoạn mới trong cái việc mà lừa chiếm tài khoản cá nhân để vay mượn, chiếm đoạt tài sản hoặc là rút tiền ở trong tài khoản ngân hàng hiện nay như thế nào? Một số những cái hình thức và cái thủ đoạn phổ biến bao gồm có tấn công phishing. Trong đó thì cái đối tượng là sử dụng các cái website giả mạo của các cái tổ chức có uy tín, ví dụ như là ngân hàng hoặc là các website giao dịch điện tử. Sau đó thì lừa người dùng để mà cung cấp các cái thông tin cá nhân, bao gồm có cả thông tin tài khoản từ ngân hàng hoặc là tài khoản các cái trang mạng xã hội, tài khoản email. Một cái hình thức khác là tin tặc có thể sử dụng các cái dạng mã độc. Thì theo thống kê của Kaspersky thì riêng trong năm 2019 thôi thì đã có hơn 69.000 các cái loại mã độc mới trên các cái thiết bị di động
và mục đích chủ yếu là chiếm đoạt các cái thông tin cá nhân hoặc là thông tin tài chính của người dùng. Ở Việt Nam gần đây thì có một số cái hình thức tấn công mới. Ví dụ như là kẻ gian có thể là chiếm đoạt cái tài khoản mạng xã hội của người dùng, sau đó thì giả làm chủ tài khoản và lừa các cái người thân và bạn bè để mà chuyển tiền qua các cái tài khoản do chúng cung cấp. Một cái thủ đoạn khác, kẻ gian có thể lợi dụng các cái cơ quan thực thi pháp luật thông báo cho nạn nhân là có liên quan đến các cái đường dây như là buôn bán ma túy, rửa tiền, buôn lậu, và dẫn dụ nạn nhân thì phải là thực hiện chuyển tiền vào tài khoản của chúng cung cấp để mà thực hiện các cái thủ tục điều tra xác minh. Ngoài ra thì còn có một hình thức nữa, thì đối tượng thường là giả đóng vai làm các cái quân nhân Mỹ độc thân đã ly hôn và có cái mong muốn là tìm bạn đời. Sau một thời gian thì đối tượng thông báo là gửi tặng một cái bưu phẩm, và để nhận được cái bưu phẩm đó thì cần phải là đóng một cái khoản tiền, trong đấy là thuế hoặc là các cái phí hải quan thông qua các cái tài khoản đối tượng cung cấp. Vâng, vậy thì những cái con mồi mà các hacker thường hướng tới đó là những ai? Có phải là những người mà có nhiều tiền và họ đã bị theo dõi ở trong một thời gian rất là dài hay không ạ? Đối tượng thì có thể là bất kỳ ai, kể cả những người có thể là biết một chút về công nghệ thông tin ở tầng lớp gọi là có những cái tri thức cao. Trong đó thì có một cái là cái sự thiếu hiểu biết về công nghệ thông tin hay là sự nhẹ dạ cả tin của khách hàng. Vậy thì để mà hạn chế mất tài khoản cá nhân hoặc là bị hacker lợi dụng để chiếm đoạt tài sản, người dùng mạng xã hội nói riêng cũng như là người dân nói chung thì cần lưu ý những gì thưa ông ạ? Thì người dùng cần phải nâng cao cái tinh thần cảnh giác của bản thân mình. Trong cái trường hợp là phải được yêu cầu chuyển tiền cho người thân chẳng hạn, thì trước khi mà chuyển tiền cho người thân hay là bạn bè thì ta có thể gọi điện thoại trước để xác minh cái nội dung chuyển tiền, không được click vào các cái đường link, các cái website. Và để mà phòng tránh thì người dùng cần phải hạn chế tối đa cái việc là cung cấp cái thông tin tài khoản, mật khẩu, đặc biệt là cái mã OTP trên các cái tại cái website mà không rõ nguồn gốc. Khi mà nhận cái tiền chuyển từ nước ngoài chẳng hạn thì ta có thể lên đến trực tiếp ngân hàng để nhận, không nên nhận truy cập các cái trang điện tử hoặc các cái liên kết khác. Thì người dùng nên là cài đặt các cái phần mềm mà diệt virus và không tự động bẻ khóa các cái thiết bị điện thoại di động, không cài đặt những cái phần mềm ở những cái kho ứng dụng không rõ nguồn gốc, và nên cài đặt những cái phần mềm ở các cái của cái nhà sản xuất, ví dụ như là App Store hay là Google Play. Đối với các cái tài khoản khác nhau, không chỉ là tài khoản ngân hàng ấy, thì chúng ta nên kích hoạt cái cơ chế là xác thực hai yếu tố. Một trong yếu tố đó là mật khẩu và một yếu tố khác thì có thể là qua các cái tin nhắn SMS v.v. Nhưng mà trong trường hợp đã bị chiếm đoạt tài khoản cá nhân rồi thì người dùng cần có những cái động tác gì để có thể hạn chế thấp nhất những cái rủi ro cho người khác và cá nhân mình ạ? Chúng ta chia ra thì có thứ nhất là mất tài khoản liên quan đến các trang mạng xã hội. Một cái cách thức là chúng ta liên hệ ngay với cả các cái quản trị viên hệ thống thông qua các cái dịch vụ hỗ trợ để mà khóa tài khoản đấy lại. Sau đó thì bằng một cách nào đó chúng ta có thể liên lạc với người thân, bạn bè, có thể nâng cao tinh thần cảnh giác với các cái hành vi lừa đảo. Cái thứ hai là có bất kỳ một cái nghi vấn nào mà liên quan đến các cái lừa đảo trong giao dịch bằng Internet Banking ấy, người dân thì nên là liên hệ trực tiếp với các đường dây nóng hoặc là các tổng đài hỗ trợ khách hàng mà các ngân hàng mà mình sử dụng dịch vụ. Chắc chắn là phải liên hệ ngay với cả cơ quan công an nơi gần nhất. Vâng, xin cảm ơn ông.